Anh em chúng tôi làm cái này các bạn có biết không? Để làm gì biết không? Để kéo lại cái này cho nó thẳng là rồi hàn này. À, để nó đúng phong phong thủy hơn. Đây nè. Thấy chưa? Rồi đập đập cái này rồi hàn. Đó, 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 bây giờ nó meo hết. Nghe nhạc hay không? Chắc chắn là hay rồi đó. Không hay không phải là nhạc. Hello, mơ xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là anh em chúng tôi hôm nay định nghĩa là sao hôm nay đi làm, nhưng mà anh xem mốc kia chưa rảnh, chiều đầu giờ chiều mới đi nhổ cây cà phê được. Bây giờ mình quay, anh em mình xe hư hết rồi, bây giờ là quay nè. Bây giờ hàn cái nào, hàn vô lăng á, hàn cái chân cây vô lăng. Anh em chúng tôi là không cần phải đi sửa ngoài tiệm, tự mua máy về hàn, tự mua máy đồ nghề đầy đủ, máy cắt này nọ này kia đủ thứ các loại các kiểu, đúng không anh? Tàng điển hay một tàng điển. Anh này học nghề là 3 năm rưỡi. Đâu, 3 năm mà, 3 năm đúng không anh? Anh học nghề mấy năm? Hả? Giới thiệu cho anh em nghe đi. Bên nào anh này là đi sửa tất cả mọi nơi, nếu có xe hư hay là ngoài rẫy hay là ngoài đồi đi hết. Lưu động. Hả? Lưu động. Đó, anh này nói là lưu động. Số điện thoại của anh ấy là 011-67-888-999, không có. Nói chung là không thuộc. À, tự làm. Nó xe cày tự làm. Bây giờ mình review xe cày của mình nhá. Đây. Đó, tời này làm 10 triệu. Đầu lớn, sexy, đầu lớn. Máy này máy 30. À, mua mới thì tầm 16 triệu là tốt. À, Giang Đông. Đây. Đó. Anh nhìn thấy không? Xe nói chung là cái lớp này cũng hư rồi nè. Lớp này chở nhiều quá, bị dính cái gì đó. Bây giờ cũng mấy ngày nữa mấy chuyến nữa là cũng thay cái này nè. Lớp này mua mới tập cái này 4 triệu rưỡi sao á. Giờ chưa đi mua được. Máy này là máy Steen này. Máy này mình mua hồi năm vừa rồi là máy này là 13 triệu. Máy này là 6 triệu. Tổng cộng bao nhiêu không biết, 19 triệu. Đó. Cái móc này là mình tự làm luôn. Hết 15 triệu. Đó. Này đều tôi làm hết. Tất cả nó là tự làm mà phân tập 65 triệu. Đấy. Một bộ xe là mình làm 65 triệu. Đó. Thấy không? Giờ là mình quay anh này làm. Chuẩn bị đi làm đồ ăn đâu, đây ớt, cái gì nữa, thịt nấy đâu, thịt ở đâu rồi, mướp kìa. Đó.
gà mình sao xong chưa anh? Anh anh mà thân xong chưa? Đây này, cái này nè, hang này nè, đấy, cái này nè. Cho tao mày hết hôm bữa, phá hết xe. Đấy, xe làm mấy chục triệu, phá hết. Vì không biết, tại tại anh này đi tiền tiền hay sao này. Chắc tự kéo... Hello. À. Mình làm clip mà anh ơi. Quá xa ta muốn ôm em thật chặt, trọn về trái tim. Vậy có biết đến khi trời sáng, vòng tay ai đưa ai về ngã. Mình không thuộc bài cho lắm, thuộc thì mình hát cho các bạn nghe rồi. Nhà rì rì tôi có tắm rồi hả? Anh em nhìn bồ này to, to như bồ xe. Đây là bồ máy bay. Cái này mấy han này là mua 3 triệu anh em ạ. Mấy han luôn, luôn họ. Mấy loại tốt. Luôn, cái này tao này. Đập gì đây? Con phải chạy lần phải. Nó em lọ. Tuy là cái này hư rồi anh em ơi, cái lớp này này hư rồi. Anh em từng thấy cái nắp dầu độc nhất thế giới không? Đây này, nó chỉ 20.000 thôi nhưng mà không mua được nổi. Đây à, đi mua gỗ toàn mua mấy chục triệu à? Mua thì mua được. Xe đấy chưa? Nhìn ghê không? Đồ nghề đủ thứ này, các loại đó. Đều có spur trong xe hết, nhìn lớp xe ghê không?
cái này hết máy rồi này. Thôi bây giờ có lẽ là chào anh em tại đây. Các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe giùm mình nha, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem kênh của mình.